Người dân Nha Trang tiếp tục đưa những thông tin mới về thầy Minh Tuệ. Mỗi ngày có khoảng 10 người hỗ trợ theo chân thầy. Thầy khỏe mạnh, bàn chân trắng bóc khiến bà con an tâm. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay xin được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất từ Nha Trang về thầy Minh Tuệ. Cụ thể là từ chú Ba Tèo, một người dân sống tại khu vực núi Sạn, gần gũi và thân thiết với bà con xã Vĩnh Phương, nơi thầy đang tu tập. Với mối quan hệ mật thiết và sự hiểu biết sâu sắc, những chia sẻ của chú Ba Tèo luôn mang tính xác thực cao, cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất về hành trình của thầy. Theo lời kể của chú, hằng ngày, khu vực thầy Minh Tuệ xuống khất thực luôn đông đúc và nhộn nhịp. Trước khi thầy xuất hiện, một toán lực lượng chức năng xuất hiện trước tiên, ra soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách, như thể đang chuẩn bị cho một tình huống khẩn cấp. Rồi sau đó có thêm 5, 6 người nữa đi theo cùng với thầy. Những bà con trong khu vực thì quen biết nhau hết rồi, người nào giữ an ninh, người nào làm ăn, ai cũng rõ mặt cả. Chỉ cần có ai lạ mặt xuất hiện là họ biết ngay, người lạ thì sẽ bị yêu cầu rời đi để đảm bảo trật tự. Sáng hôm trước, có một cô từ con đường bên cạnh nơi thầy đi khất thực, cô ra phía sau để cúng dường, đảnh lễ cho thầy, nhưng cũng bị để ý, nhìn ngó và được yêu cầu đi ra. Bên trong chốt chặn, còn có thêm vài chốt nữa, ngăn cách những con đường nhỏ với nhau. Ai cũng hiểu rõ rằng, việc gặp gỡ và đảnh lễ thầy không đơn giản như tưởng tượng, mọi sự tiếp cận đều phải trải qua những chốt chặn đầy thận trọng. Tình hình ở đây luôn là như thế, mỗi động thái đều được quan sát tỉ mỉ, để đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối cho khu vực cũng như cho thầy. Tình hình nơi đây cũng không khác mấy so với ở Gia Lai, chỉ có điều số lượng người dân tụ tập ít hơn và an ninh được duy trì chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, lòng kính cẩn và sự tôn quý mà mọi người dành cho thầy vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi. Bà con tập trung đông lắm, người người xếp thành hàng dài, ai cũng cầm sẵn những phần cúng dường đã chuẩn bị chu đáo. Có thể là trái cây, nước uống hay các món lễ vật khác. Nhưng thầy chỉ nhận một số ít, khoảng 3-4 người là cùng. Còn lại thì thầy chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào phần cúng dường của bà con như một sự gieo duyên để mọi người cảm thấy lòng mình được an ủi. Bởi vì người đến cúng dường nhiều quá, thầy không thể nhận hết mà vẫn phải giữ sự công bằng cho tất cả. Mong bà con, dù ở trong hay ngoài nước, đều có thể yên tâm rằng sư thầy vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày đều đi khất thực như thường lệ. Chuyện thầy sẽ di chuyển về đâu sau này thì đó là tùy duyên, chẳng ai biết trước được. Dù sao thì mình cũng tin rằng sư thầy vẫn thích bộ hành, như bao năm qua, thầy luôn chọn con đường ấy. Thật lòng, ai cũng mong muốn sư tiếp tục bộ hành như trước kia, đi theo con đường tu tập quen thuộc. Nếu thầy có thể di chuyển về phía nam, theo mong đợi của bà con, cũng như nguyện vọng của thầy thì đó quả là điều đáng mừng. Nhưng mình hiểu rằng, mọi chuyện đều do duyên lành định đoạt, còn chúng ta chỉ có thể chờ đợi và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với thầy. Thật ra việc thầy đi đâu, làm gì một phần cũng do cơ quan chức năng đã có kế hoạch rõ ràng từ trước. Thầy cũng đã chia sẻ rằng, có thể trong thời gian tới thầy sẽ di chuyển, nhưng đi đâu và khi nào thì thầy chưa nói rõ. Bởi vậy, bà con mình tốt nhất nên kiên nhẫn, chờ đợi thêm thông tin chính xác. Theo những gì bà con kể lại, ở trong khu vực đó, sư thầy lúc nào cũng nhận được sự quan tâm vô cùng chu đáo từ cơ quan chức năng và người dân. Mọi người luôn sẵn sàng chuẩn bị lễ vật và cơm chay để cúng dường mỗi khi thầy xuất hiện. Tuy nhiên, có những ngày bất ngờ thầy xuống mà người dân chưa kịp chuẩn bị lễ vật hay cơm chay, thì lực lượng chức năng ngay lập tức sẽ lo liệu. Họ không chỉ giữ vai trò bảo vệ trật tự mà còn đảm nhận việc cử người đi mua cơm chay mang về cho thầy, đảm bảo thầy lúc nào cũng có đầy đủ bữa ăn. Những lúc thầy ghé mà không có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo, thì ít nhất vẫn luôn có sẵn những phần trái cây, nước uống để cúng dường. Không có ngày nào mà thầy thiếu phần ăn, dù có bận rộn hay bất ngờ đến mấy, thầy vẫn luôn nhận được sự chăm sóc tận tình. Bà con ở đây cũng rất yên tâm vì biết rằng, lực lượng chức năng không chỉ lo chuyện bảo vệ mà còn lo lắng chu đáo từng bữa ăn cho thầy. Hầu như ngày nào cũng vậy, nếu thiếu thốn gì, họ nhanh chóng xử lý, đảm bảo thầy không bao giờ bị bỏ quên hay thiếu thốn điều gì. Nói thật ra,
Tình hình ở đó rất là tốt, và có không ít anh em trong lực lượng an ninh cũng hết sức kính trọng và đối xử rất tốt với sư thầy. Thầy thì đang tu tập tại thôn Như Xuân, và có một tin kể lại rằng có một cô ở dưới thôn Đắc Lộc xã Vĩnh Phương gần đó đến xin gặp thầy. Cô ấy đến nhưng khi vừa đến gần thì bị lực lượng an ninh quay phim, chụp hình, và họ nhắc nhở cô ấy nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Cô ấy sợ quá, phải lùi lại, không dám tiếp cận nữa. Nhiều khi bà con có ý kiến tiêu cực, nhưng thực ra lực lượng chức năng họ cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình. Do bà con mình thường quá hiếu kỳ, nhiều người trộm đến đông quá, nên họ buộc phải canh gác kỹ lưỡng để giữ trật tự thôi. Thử tưởng tượng mà xem, nếu không có lực lượng bảo vệ, thì bà con mình sẽ chen chúc, bao quanh lấy sư thầy làm sao mà thầy có thể đi khất thực được. Chính vì vậy, sự hiện diện của lực lượng an ninh không chỉ là để bảo vệ trật tự, mà còn để đảm bảo rằng thầy có thể thực hiện hạnh nguyện của mình một cách bình yên. Sáng nay, nếu không có họ, bà con chắc chắn đã đứng thành hàng dài từ sáng đến giờ, ai cũng cầm lễ vật từ bắp, bánh, chuối, đến đủ loại đồ cúng dường. Nhưng làm sao mà thầy có thể nhận hết được? Thầy chỉ nhận vừa đủ, còn nếu có nhiều quá thì thầy sẽ giao duyên lại, tặng lại cho mấy chú nhóc những phần lễ vật như nho, bánh. Thầy nhẹ nhàng chạm tay vào những phần cúng dường ấy, và đối với bà con, chỉ cần thấy thầy chạm tay thôi cũng đủ để an tâm rồi. Người ta đặt cả niềm tin vào đó như một dấu hiệu rằng thầy đã ban phước lành cho họ. Thật ra mà nói, nếu thầy có ở trong đó bao lâu đi nữa thì bà con cũng sẽ luôn lo lắng và chu đáo với thầy. Bà con ở khu vực đó cũng chia sẻ nhiều về tình hình sức khỏe của thầy, và thật sự không có gì đáng lo ngại. Chú ba cũng có hỏi thăm qua về sức khỏe của sư thầy, và bà con kể rằng dạo này thầy khỏe mạnh lắm. Như cả nhà mình cũng đã nghe, bàn chân thầy trước đây đen sạm, chai cứng vì bộ hành nhiều năm, nhưng giờ đây đã khác. Thầy chỉ xuống núi chừng 10 đến 15 phút rồi lại lên, không còn phải vất vả như ngày xưa. Bây giờ, nhìn bàn chân của thầy trắng trẻo, không còn dấu hiệu chai sạn hay phù nề như trước, thầy khỏe khoắn và đầy đặn hơn. Bà con trong khu vực đều nhận xét rằng thầy dường như đã lấy lại được sự an nhàn, mập mạp hơn nhiều so với trước kia. Cơ thể của thầy không còn phải chịu đựng những khó khăn như trong những năm tháng khổ hạnh. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm, không còn phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe của thầy nữa. Thầy hiện tại đã có sự chăm sóc đầy đủ từ bà con, và cuộc sống của thầy ở đó diễn ra rất yên bình. Những ngày tu hành của thầy giờ đây nhẹ nhàng hơn, không còn những dấu ấn của sự khổ hạnh như trước. Bà con cũng hiểu rằng, khi thấy thầy mạnh khỏe và an lành như thế, đó là niềm vui lớn nhất đối với họ. Bà con nơi đó giờ đây đều mang chung một nỗi buồn khó tả khi nghĩ đến việc sư thầy có thể sẽ rời đi. Diễn cảnh thầy di chuyển đến nơi khác làm lòng họ nặng trĩu, một cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối dâng tràn. Tình cảm mà mọi người dành cho thầy sâu đậm vô cùng, không chỉ là lòng kính trọng mà còn là sự yêu mến xuất phát từ tận đáy lòng. Chưa một lần ai trong bà con phàn nàn hay có bất kỳ lời nói nào tiêu cực về thầy. Mọi người chỉ có sự tôn kính tuyệt đối và luôn dành cho thầy những lời tốt đẹp nhất. Thầy ở đó, dù chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ, cũng đã mang đến cho bà con niềm an ủi lớn lao. Sự có mặt của thầy giống như một ánh sáng bình yên soi rọi, giúp họ an lòng hơn trong cuộc sống thường nhật. Tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là kính trọng mà là sự gắn bó, một mối dây liên kết thiêng liêng giữa thầy và bà con. Chính vì vậy, khi nghĩ đến ngày thầy rời đi, ai cũng cảm thấy như mất đi một phần quan trọng của cuộc sống, một niềm an tâm đã trở thành quen thuộc.